Dạ bạch sư cho con hỏi, thiền rải tâm từ và chi phước có khác và giống nhau không? Về câu hỏi này thì xin mời Đại Đức Tuệ Tường. À, kính thưa Đại Đức, kính thưa quý vị. Như câu hỏi Đại Đức hiện tại có đọc rồi đó. Nhưng mà sư lại nhấn mạnh ở cái điểm này. Tại vì nếu mà sư sợ không nhấn mạnh đó, mà trả lời câu này, rất dễ, nhiều người rất dễ là hiểu lầm cái câu trả lời của sư. Thậm chí họ đã nói là trả lời sai. À, tôi xin nhấn mạnh điểm này nha. Ở đây là rõ ràng vị này hỏi là thiền, chúng anh nói chữ thiền nha, thiền rải tâm từ và chi phước có khác hay giống nhau không ạ? À, thì xin thưa quý vị, có khác và cũng có giống. Thì sư sẽ nói một cái điểm giống đầu tiên mà dễ nhận biết nhất cho quý vị. À, cái điểm giống đầu tiên á là khi mà nói về thiền, thiền nói chung là thiền samatha, tức là thiền chỉ, hay là thiền vipassana, tức là thiền tuệ. Thì đang chúng ta đang nói về trong 10 phước nghiệp sự, đó là Phāvana, tức là nhóm tu tiến, hay gọi là tu thiền đó, hay gọi là tu tập tâm đó. Còn chia phước ở đây, thì dùng từ chia phước, nhưng mà sư hiểu nha, nói rõ sư hiểu, không sư không biết là quý vị hiểu từ chia phước này như thế nào thì sư không biết, nhưng mà sư hiểu cái từ chia phước này nè, ở trong tinh thần tâm tạng kinh điển Pali, tức là một trong cũng 10 phước nghiệp sự luôn, nằm trong 10 phước nghiệp sự luôn, đó chính là hồi hướng, đó chính là cái hồi hướng phước đó. Đó thì điểm giống của hai cái này là nhóm thiền và nhóm tùy hỷ này nè, đều nằm trong 10 phước nghiệp sự. À, nó đều là thiện nghiệp, và những cái thiện nghiệp này á, là nếu mà làm đúng đắn mà hợp trí tuệ, đúng đắn mà hợp trí tuệ, xin nhấn mạnh nha, nếu mà nói đúng hai cái yếu tố này nè, nếu mà làm đúng đắn thì nó cũng giống nhau nữa, là nó thường đi với hợp trí tuệ chứ không phải lý trí, thường đi học đi học trí tuệ, thì là yếu tố giúp cho nâng đỡ quý vị trên cái đường mà thực hành giới định tuệ, sớm thoát khỏi sinh tử luân hồi. Đó là cái điểm giống nhau. Còn điểm khác nhau là ở đây là sao ạ? À, là xin thưa, khi mà nói về thiền á, sư đã nói rồi, thiền tâm từ, tức là đây tạm tạm gọi là thiền samatha, tức là đệ thiền chỉ, tức là thuộc nhóm phước trí thưa quý vị, tại nhóm mà Phāvana đó là thuộc nhóm phước trí, tức là bao gồm gì, bao gồm trong một phước nghiệp sự thì nhóm phước trí là bao gồm bốn cái loại phước, đó là gì, đó là tu thiền, thính pháp, thuyết pháp và cải chánh tri kiến, hay còn gọi là vun bồi chánh kiến đó. Đó là ba là cái trong cái tu thiền này là thuộc nhóm phước trí. Còn cái mà quý vị hỏi á, là nhóm mà gọi là chi phước đó, mà sư gọi á, là sư hiểu á, là hồi hướng đó, thì thuộc nhóm phước vật. Phước vật là bao gồm gì, bao gồm là bố thí, hồi hướng và tùy hỷ. Đây là cái sự khác nhau cũng gọi là căn bản trong tuy là anh dùng nhóm thiện, nhưng mà cái tính chất của nó khác nhau, thuộc hai nhóm phước khác nhau, một nhóm thuộc phước vật, một nhóm thuộc về phước trí. Điều này rõ ràng nha. Rồi chúng ta nói về cái phương diện mà thực hành đi, thực hành thì rõ ràng cũng khác nhau thưa quý vị. Giống như khi quý vị á, thực hành mà gọi là thiền tâm từ nha, xin nói là rõ ràng, tại vì đây hỏi thiền à, chứ không học, chứ vị không hỏi tâm từ không. Nếu quý vị hỏi đây mà tâm từ không là tính chất lại khác nữa, câu hỏi nó lại khác nữa. Cho nên là ở đây sư trả lời rõ một lần nữa, sư nhấn mạnh là thiền tâm từ á, khi mà một người hành mà thực hành thiền tâm từ, nó cũng khác với cái việc thực hành mà hồi hướng phước nữa, thì nó khác như thế nào? Thì thưa quý vị, để một người mà thực hành thiền tâm từ á, nó rất là hội, nó nghĩa là nó hội tụ rất là nhiều điều kiện. Mà để học rõ cái điều này nè, học rõ nha, học rõ, thì sư khuyên quý vị á, là nên tham gia lớp thanh tịnh đạo của Đức Hạnh Tuệ hàng tuần ở chùa An Lạc đó.
Thì đến cái phần mà để đức giảng về cái tu tập mà tứ vô lượng tâm đó, thì tâm từ để đức sẽ giảng nghĩa là chi tiết đó, trong thiền định đạo mô tả thế nào cho quý vị hiểu rất là dài. Cho nên ở đây á, sư chỉ nói vắn tắt cái việc mà nền tảng hành pháp tâm từ thôi, để mình phân biệt cái sự khác nhau là khác nhau thế nào. Thưa quý vị, trên tinh thần bài kinh Metta Sutta, có nghĩa là bài kinh tâm từ đó, thì cái nền tảng mà để hành tâm từ gọi là nền tảng nha, nền tảng để vun bồi cái việc mà hành thiền tâm từ đó, thì nó phải hội tụ cái người mà hành tâm từ hành thiền tiến hành thiền tâm từ đó, phải có 15 cái yếu tố như sau đó. Thứ nhất là nên là người dũng cảm, có khả năng hành pháp được. Thứ hai là nên là người ngay thẳng. Thứ ba là nên là người trung trực. Thứ tư là nên là người dễ dãi. Thứ năm là nên là người nhu thuận. Thứ sáu là nên là người không ngã mạn, không khinh khi người khác cho mình là quan trọng. Thứ bảy nên là người chi túc. Thứ tám là nên là người dễ vui. Còn thứ chín là nên là người ít bận việc. Thứ mười là nên là người sống giản dị, có ít tài sản đồ vật. Thứ mười một là nên là người có các căn thanh tịnh, không dao động khi tiếp xúc đối tượng. Thứ mười hai là nên là người có trí tuệ, biết giữ mình. Thứ 13 là nên là người gìn giữ thân khẩu ý cho chính tề, biết hạ mình, không sổ sàng bướng bỉnh. Thứ 14 là nên là người không quyến luyến theo các gia đình, hay là dính mắc và các gia đình bản thân của quý vị đó, hay gia đình cư sĩ đó. Thứ 15 là không nên làm điều gì nhỏ nhen mà các bậc thiện trí thức khiển trách. Thì khi nào mà cái người hành giả mà muốn thực hành niệm từ nè, thực hành đầy đủ chân chánh 15 câu á, cái câu nền tảng này rồi á, rồi sau đó mới tiến hành lại tu tiến tâm từ, thì vị rất là dài nghe, phần sau rất là dài. Cho nên tại sao sư khuyên quý vị nên tham gia lớp thành định đạo của Đức Hành Tuệ là như vậy đó. Rồi bây giờ á, chúng ta quay đến phước thiện hồi hướng nè. Hướng vậy, vốn dĩ phước thiện hồi hướng á, là cái gì phải nói rõ để chúng ta phân biệt được cái sự khác nhau chứ, đúng không? Thì trong chú giải có nói á, phước thiện hồi hướng á, từ Bali đầy đủ á, tính là Bát tí đa ná của Sa-la. Tôi giải thích là bát tí trong danh từ bát tí đa ná này có nghĩa là phần phước thiện của mình, như bao gồm các phần phước thiện như là bố thí nè, phần phước thiện giữ giới nè, phần phước thiện hành thiền của mình nè. Mình đã làm nha, phải nói rõ đã làm nha, đã làm đó, mà người đã tạo phước thiện xong rồi, đã tích lũy trong tâm mình rồi, rồi người ấy nói nên lời hay là nói nên trong tâm á, hồi hướng phần phước thiện đến cho những bà con thân quyến của mình đã quá vãng, hoặc chia phần phước thiện ấy đến những người đang sống hiện hữu trong đời, hoặc ban phần phước thiện ấy đến cho tất cả chúng sanh muôn loài. Đó có nghĩa là phải làm, có nghĩa là chúng ta có thể làm là giữ giới đó, hay là bố thí hay là thiền, rồi chúng ta dùng cái phước đó chúng ta hồi hướng đến thân phận bằng quyến thuộc của mình đã quá vãng nhiều đời nhiều kiếp, hoặc là còn tại tiền đó, thì cái đó gọi là cái phước thiện hồi hướng. Cho nên là hai, ngay cả hai cái khía cạnh thực hành nó cũng khác nhau. Nói về thực hành thiền tâm từ thì nếu mà đúng là quá cao cấp, thưa vị, quá cao cấp, quá cao siêu. Tại vì vốn dĩ cũng là hai pháp này, nền tảng hai pháp này cũng đưa đến từ hiệp thế đến siêu thế, từ hạnh phúc thế gian đến hạnh phúc xuất thế gian. Nhưng mà cái việc mà hành thiền tâm từ á, nó cao thượng hơn, thưa vị, tại vì thuộc 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 quốc trí tuệ. Ở đây cao thượng hơn là không phải siêu phân biệt, hiểu không? Nhưng mà sư đang nói về cái quả của nó, cái quả của nó, cái quả của nó, thì cái quả của nó tại liên quan đến nhóm tuệ mà, cho nên là cái quả của nó là nên khi mà liên quan đến tuệ thì cái quả của nó hướng đến cái sự giải thoát. À, còn mỗi tính chất mỗi phước thì nó có một cái đặc tính nó riêng, giống như mình học ở trường vậy đó, mình không thể nói là môn toán hay môn hóa, hay là môn hóa hay hơn môn vật lý, tương tự như vậy. Thì trước khi kết thúc câu trả lời này, cũng mong là quý vị sẽ hiểu được cái việc khác nhau và giống nhau giữa cái phước thiện hồi hướng và cái phước thiện mà ở đây quý vị hỏi đó là thiện tâm từ. Thiện tâm từ thì nó dạng cao cấp, thưa quý vị, cao cấp hơn, cần phải đòi hỏi, cần nhiều điều kiện. Còn cái phước thiện mà hồi hướng đó thì khi mình làm đó, mình làm giống như sư nói đó, bố thí, giữ giới, rồi hành thiền của mình, thì mình có thể nơi tâm mình, trong nơi tâm mình phải họ nói rõ hợp chí nha, hợp chí tuệ nha, là mình chia đến cái thành phần thuộc qua bản và đến người còn hiện hữu.
Dạ, cũng xin kết thúc phần trả lời hỏi này. Sư thì sư chỉ trả lời ngắn gọn thôi. Nó giống như một người rèn luyện để tăng cường sức khỏe, thì nhờ có sức khỏe đó, đó họ có thể nâng được những vật nặng. Mà dù cho những một người không có rèn luyện sức khỏe đi chăng nữa, thì họ ít nhất họ cũng có thể nâng được một số cái vật nhẹ. Thí dụ như là một cái ly nước hoặc là một cái tô phở chẳng hạn. Nhưng mà muốn có được cái sức khỏe tốt hơn để mình có thể làm được nhiều việc hơn thì mình nên rèn luyện sức khỏe. Cái chuyện mà thiền tâm từ và cái chuyện mình hồi hướng cũng vậy. Cái việc hành thiền tâm từ là nhằm mục đích phát triển cái tâm từ của mình, làm cho nó phát triển lên, nó mạnh mẽ hơn để có thể làm được nhiều việc. Còn cái chuyện hồi hướng thì đó là một khía cạnh ứng dụng của tâm từ. Chưa hẳn là đã thiền, bởi vì một người có thiền tâm từ hay không thiền tâm từ họ vẫn có thể hồi hướng được. Đó là một cái khía cạnh ứng dụng của tâm từ. Tuy nhiên, cái người mà có sự rèn luyện tâm từ thì nó sẽ làm được nhiều việc hơn là người đơn thuần họ chỉ hồi hướng chứ họ không có rèn luyện tâm từ. Đơn giản như thế thôi. Rồi, đi qua câu hỏi tiếp theo.